À, xin chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Tô Tân qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của nhà Pompey trong chiến dịch sự hình thành của Hoàng đế La Mã. Nhưng mà tiếc rằng mình đã không làm theo cái chiến dịch Hoàng đế La Mã, hình thành của Hoàng đế La Mã và mình sẽ khôi phục nền Cộng hòa. Pompey là đại diện cho Viện Nguyên Lão và Nhân dân La Mã để chống lại cái quyền lực ngày càng lớn của Julius Caesar và sau này là các tướng lĩnh của ông. Tập trước ấy thì mình cũng đã bắt đầu cái sự chiến dịch này rồi và cố gắng ổn định cái hai cái vùng lãnh thổ ban đầu của chúng ta ở đây, đúng không ạ? Và để bây giờ mình xây dựng lên một cái nền chính trị nó chung là cũng khá ổn rồi đấy, đất nước thì cũng yên bình rồi. Bắt đầu tiến dịch xuống, tiến xuống phía nam và tấn công các cái thành lũy của phương nam này rồi. Có vẻ mọi việc đang diễn ra thuận lợi. Khi mà các nước chưa họ các cái chiến dịch của mình khi quân địch chưa kịp đưa quân sang để tiếp viện cho khu vực này, mình đã bao vây và tấn công. Nhưng mà mình chưa biết được bởi vì là nó có thể nó sẽ kéo quân sang bây giờ. Đây này, Lepidus nó đang ở đây rồi. Đấy. Thì như khu vực bên này thì khá là nguy hiểm. Khu vực bên này thì nhưng mà nó lại đang bận để chiến tranh với thằng Rome đỏ đây. Nên là để mà nó kéo quân sang bên này là một điều hơi khó. Trong ngắn hạn này là điều hơi khó. Thôi nói rông dài một chút thì bây giờ chúng ta sẽ đảo qua cái tình hình chính trị của chúng ta. Và ở lần trước chúng ta cũng biết kết thúc bằng cái việc sẽ đã hình thành thêm hai phe phái, đó là Viri và Patrick. Thôi được rồi, hai phe này thì nói chung này để mình chưa biết là ảnh hưởng của chúng nó như nào. Sẽ là đảo qua các phe Viri thì nó ảnh hưởng ở khu vực châu Phi rồi, chiếm được một tỉnh phát ảnh hưởng luôn. Chúng ta thì chỉ có mỗi ảnh hưởng ở Sicily, còn phe Patrick ảnh hưởng ở đảo Sardinia và đảo Cork. Thôi được, chuyện đấy kệ đó, bây giờ chúng ta sẽ đánh chiếm thành này đã. Chiếm. Ăn thôi. Rồi. Chúng ta chưa có pháo thì chúng ta sử dụng pháo hạng. Và chưa có pháo bộ binh thì chúng ta sẽ dùng pháo hạng để công cái thành này. Ăn thôi. Các bạn có nhìn thấy tướng của chúng ta hơi khác so với các cái tướng khác không? Bởi vì tướng của chúng ta là Pompey. Nó mặc quần áo nhìn hơi khang khác so với các cái tướng thông thường. Đấy. Tại sao nhớ anh em hỏi tại sao mình cứ thích cái nền Cộng hòa thì các bạn nên lịch sử bản thân ngay giờ. Các cái nước hiện đại như Mỹ, Anh, Pháp, Đức hay bất kỳ một quốc gia hiện đại nào đều thống nhất với nhau, có hay là Việt Nam, Trung Quốc hay bất kỳ một quốc gia nào bây giờ, người ta có thể khác nhau về quan điểm chính trị, khác nhau về văn hóa tôn giáo, nhưng người ta đều cùng thống nhất với nhau một thừa nhận một điều rằng nền văn minh La Mã dưới thời kỳ Cộng hòa là một nền văn minh có thể nói là quá là tuyệt vời so với nhân loại. Và không hiểu vì lý do gì mà người ta quyết định chuyển từ nền Cộng hòa sang cái nền chế độ quân chủ, và đó là bước lùi của nhân loại, một bước lùi đáng tiếc. Tuy nhiên là cái gì nó cũng có cái giá của nó cả, tuy nó là một bước lùi nhưng mà các bạn có thể biết rằng nền văn minh La Mã nó không chỉ đơn thuần là những đội quân Lê Dương đâu. Có rất nhiều cái để các bạn nhé. Thí dụ như mình nói đơn giản nhá, đối với vấn đề về đời sống xã hội, cái việc mà hình thành nên cái gọi là Viện Nguyên Lão ấy, nó đã là cơ sở để các bạn sẽ thấy rằng nền Cộng hòa có ưu việt như thế nào. Our reinforcements have arrived. Von Samurai. Rồi, đã biết thưa ngài. Kia rồi, đội quân của chúng nó kia rồi. Lã pháo cho anh. Để xem chúng nó làm trò gì đã. Cả hai chúng ta đều là Rome và chúng ta sẽ chả biết thằng nào mạnh hơn thằng nào, nhưng mà pháo đâu, pháo hạng đâu rồi. Lã pháo hạng nó cho anh.
cứ lã xoáy hạng nó đã. Bắn chìm xoáy hạng của nó là mọi việc sẽ êm hơn. Đúng rồi. Bắn vào đây. Cứ bắn xoáy hạng nó cho anh. Xoáy hạng nó. Đúng rồi. Chìm xoáy hạng là nó xong không rồi. Nhưng mà nó toàn thuyền to đấy, không phải đơn giản. Xoáy hạm nó đang cháy rồi. Quân nội bộ của nó không đáng kể đâu. Nhanh. Bắt sống thằng này cho anh, không chết giờ. Nhanh ra khu vực này. Ready for orders. Rồi, bắn vào đây. Rồi, xoáy hạn rồi. Give way. Nhanh, chuyển sang đây ngay. Weapons ready. Trèo nhanh sang thuyền nó, nhanh nhanh. The enemy general is dead. À, xoáy hạm nó chết rồi. Rồi. Tất cả anh em dập tập trung vào bắn thuyền này của nó. Rồi, được rồi, được rồi. Mình đã bắt đầu chiếm ưu thế rồi. Lực lượng thủy quân địch chiến của chúng ta đang nhảy sang thuyền của chúng nó để tấn công rồi. Hai phe của La Mã đang tấn công nhau. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi. Vâng, vâng. Mày. Thôi, 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 thôi. Bọn này tiến lên đây cho anh. Rồi, chúng ta đã chiếm xong rồi. Giết hết quân địch rồi. Bọn chúng nó bỏ chạy rồi. Ok. Trận này tại sao mình không cho thằng xoáy hạm của mình nó đâm húc, bởi vì đâm húc cái thuyền của nó khá to, không có tác dụng nhiều. Nên là mình quyết định nhảy sang bờ của nó, nhảy sang hạm của nó để tấn công. Và đã quánh chìm chiếc hạm của nó rồi. Và các bạn cũng biết một điều rằng là Pompey rất mạnh về hải quân. Our general has fallen. Hả? Tướng nào chết? Sao tướng chết? Chết vì lý do gì? Hả? Không đánh nhau, không có chuyện gì, tự dưng chết. Ồ, vãi xịt. Có ai hiểu lý do vậy? Mình thì mình không hiểu thật. Mình không hiểu luôn đấy. Không hiểu sao lại chết, trong khi không có thằng nào để đánh nhau. Bắn chìm tháp canh của nó đã. Nó đục cái khúc tường này ra. Rồi. First cohort. Tiến lên đã nào. Chúng ta sẽ không cần phải có đến đội tháp canh đâu. Trận này thì các binh đoàn Lê Dương của chúng ta lâu lắm rồi mình mới được nhìn đội hình Lê Dương. Ô. Lê Dương này mặc áo lưới à? Không phải áo thép tấm à? À ừ, chưa hiện đại lên. Không phải đội đời sau nó mới lên được áo dép thép tấm. Đời này chúng ta chưa nâng cấp được công nghệ lên, nó chưa có. À, tướng còn nguyên này mà kêu là chết rồi. Chả hiểu chết vì lý do gì. Nhiều lúc nó cũng vớ vẩn kiểu gì. Artillery ships ready. Moonfish in these waters, I tell you.
Úi dồi ôi, đúng phát đạn. Đúng phát đạn. Đúng phát đạn chuẩn đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phá tan tường thành của nó luôn. Phá tan tường thành của nó nào. Sao cái thuyền này đứng vị trí quá ngoan thế. Kiếm cái thuyền này. Artillery awaiting orders. Give it to them in their belly. Được, chỉ chỉnh một chút xíu thôi là có thể từ chân tường lên thành góc tường ngay được. Vãi thật. Úi dồi ôi, chết luôn mấy thằng trên tường. À, hôm nay thì mình có thể mình sẽ nói một chút với các bạn về cái gọi là ngoại giao trong kể cả trong cuộc sống hay là trong trò chơi. Bởi vì nó, trò chơi thì bắt nguồn từ cuộc sống thôi. Nên là có lẽ để mình sẽ đánh hết trận này đó. Mình sẽ nói thêm một chút về vấn đề đó. Úi dồi ôi. Sập tường thành nó xuống. Úi dồi. Ôi, chết luôn mấy thằng đứng gác trên thành. Ôi. Ôi. Ái chà, vỡ được một khúc rồi. Vỡ được một khúc rồi. Chúng ta sẽ đập nát cái khúc tường thành này ra để cho bộ binh của chúng ta xông vào. Úi dồi ôi, khổ thân thằng kia. The walls are breached. À, the walls are breached. Tường thành đã vỡ à? Ok. Và bắn kiểu này lâu quá. Chỉ huy chúng nó một tí cho nó nhanh. Rồi. Cái chỗ này thì tường, chỗ này thì nếu mình phá khúc tường này thì tất cả cái đám này không có chỗ để xuống rồi. Ờ đúng rồi. Bắn vào đây nào. Bắn đây. Trận chiến giữa các Lê Dương La Mã này. Úi dồi ôi. Mình sẽ cần phải tiêu diệt bớt quân của nó đi vì quân trong thành của nó khá mạnh. Nó đều là các đội khá thiện chiến. Vãi cả trưởng soái hạng của mình còn nguyên quân, gần như rất nhiều quân này mà tự dưng báo tướng của mình dẹo. Không hiểu chết vì lý do gì. Nhiều lúc nó ảo ảo thế nào. Penny troops, at your service. At the devil. Ready and waiting. At speed. Jupiter gives us strength. Follow me. Ready for orders. Marching order. And the infantry ready. First cohort. Awaiting orders. Ready.
brave. The walls are breached. Waiting orders. Ồ, pháo hạng của chúng ta. Úi dồi ôi. Đúng rồi, đám này bị chết kẹt ở trên này rồi. Nhưng mà trong thành nó còn đông quân lắm, mình cứ cho pháo hạm lã bớt đi đó. Không dễ gì ăn được chúng nó đâu. Đội hình Testudo tiến lên ạ. Chà 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 chà. Mấy thằng Lý Dương ở chúng nó đứng trên này chết gần hết rồi. Tội đứng ở trên tường này. Úi dồi ôi, đi luôn. Rồi xong. Bắn vào đây. Nó còn đông quân kìa. Hết rồi. Hóa hạ mình vẫn còn khơ khơ đạn. 62 à? Đội này của nó vẫn nguyên quân này. Nhưng mà nó sẽ xuống bằng cách nào? Vấn đề là nó xuống bằng cách nào? Khi mà tường thành ở đây đã bị sập. Artillery at your command. Phá cái này cho anh. Úi dồi. Mấy thằng Lê Dương này ăn lo đạn. Rồi, úi dồi. Trời thành nào vỡ ở Mỹ. Chúng mày. Bọn này đi ra đây bị sẩy chân ngã chết bây giờ. Chạy ngay. Lót bức tường này xuống xem nào. Có thể mình sẽ để dành đạn một chút để phá mấy cổng thành bên trong. Chúng cái dựa của mình đến chưa? Vẫn đang tới. Từ từ. The walls are breached. Chưa thể vội được. Romans, ready for duty. Rồi, tập trung vào đây, bắn vào đây. The walls are breached. Rồi, phá tan mấy bức tường ra rồi. Hải quân của Pompey đúng là rất tuyệt vời đấy. Tiến vào. First cohort.
Estudo cứ dựng lên đánh vào mắt. Đây rồi, các binh đoàn lên dương ở nó đây. The enemy's tower has been destroyed. Bắn. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Bắn bọn này phát đã. Chúng ta đang tràn vào lãnh thổ Lepidus, gây dựng lại lên Cộng Hòa rồi. Đầu tiên là ở châu Phi đã. Châu Phi à. À. Từ từ, chúng nó đến rồi kìa. Anh em dàn quân lại. Romans ready for duty. At speed. Ready and waiting. Advance at speed. Mày ném tên là Testudo rồi. Còn thua đâu. Dựng Testudo lên. Chết đấy nhưng mà không thấm giờ. So với ây chà. Nó ném Philum chết cũng nhiều phết đấy nhỉ. Lão đây. Units has used all its ammunition. Ôi ôi. Anh chà, nó áp sát à? Không sợ, quân chúng ta vẫn còn mạnh lắm. Chiếc thuyền này bắn hết cả đạn rồi. Đội kỵ binh rồi, chuẩn bị vào nhá. Cái binh vào đi lùa mấy thằng đếm lao rồi. Úi dồi ôi. Trận chiến giữa các lê dương. Ôi. Có vẻ chúng nó không tinh thần chiến đấu của bọn này không được cao lắm. Ai nhỉ? Úi dồi. Và phát đâm sau gáy. Được đấy. Đúng phong cách của Rome. Ôi giời, ôi giời. Ôi, chỗ này có vụ hay này. The walls are breached. The walls are breached. Khỉ này. What? Bắn vào đây. Vào. Ai giời ơi, ai giời ơi. Ăn. 164 thằng. Mình có 2.300 quân, nó có 2.000 quân. Như vậy là một cái thương vong khá là nhẹ. Nhưng có một điều là mình không hiểu tại sao tự dưng nó báo tướng hải quân của mình dẹo, trong khi mà chắc có cái lý do gì khi mà mình đã diệt hết hạm đội nó rồi. Thôi kệ nó, chiếm được. Tướng hải quân là tướng của phe khác thì có khả năng nó sẽ làm giảm. Đây này. Mình sẽ cần một cái tướng của phe khác để lấp vào vị trí đó. Ờ, phe này chưa có tướng hải quân. Rồi, mỗi phe đều có một tướng rồi. Trừ 7 rồi này. Vãi cái trưởng, để chết tướng nó nguy hiểm quá. Emperor của chúng ta lên cấp. Quân đoàn cũng lên cấp. Trừ 7 là một điều không tốt. Mình vừa hôi chuộc nó. Lại cái... sao nào? Nó bị âm như này thì phải cho nó lấy vợ thôi. Bổ nhiệm cho nó một tí đã này.
cho nó lấy vợ là 2 này. Này thế, bổ nhiệm cho nó. Con này cũng vậy. Và cho nó đi ngoại giao. Cho nó đi ngoại giao với thằng này đi. Để tăng điểm trung thành của nó lên đã. Rồi, 3 điểm, ok. Nhưng mà phe này mình cũng cần có một tướng bộ binh để nó tăng thêm cái... Bây giờ mình có thể tuyển được hai thằng chính trị gia đúng không? Như vậy thì sớm hay muộn mình cũng phải có thêm một tướng lục quân cho phe này. Phe này... Phe này nó có một... Admiral cả hai tướng hải quân hết à? General. Phe này chưa có hải quân này. Thanh niên này vào đây đã. Thanh này ổn rồi. Thanh bên dưới này thì đã kiểm soát xong. Khu vực chúng ta sẽ convert nó thành cái cảng này. Cái vùng này thì nó rất mạnh về kinh tế nên là mình sẽ không xây các công trình quân sự ở đây. Mặc dù là nếu mà lâng công sự lên đây thì... Xây công trình quân sự ở đây thì nó chẳng có gì đặc biệt lắm. Không có quân gì đặc biệt. Thôi đó. Chuyển nó thành cảng kinh tế. Nói chung nền kinh tế của chúng ta đủ cho phép chúng ta phát triển một số thứ rồi. Lương thực thì cũng không phải là nhiều lắm đâu, nhưng mà xây được. Bởi vì cái dọc này chúng ta xây toàn cảng đền thờ thần Poseidon thôi. Bây giờ mình sẽ cho thằng Spine nó đi do thám tiếp đã. Xem tình hình. Dưới này chắc là nó sẽ không có nhiều quân, bởi vì là nó đang tập trung quân ở sang bên kia để chống thằng Octavius. Nên là không có quân ở bên này nhiều. Rồi ok, mọi việc ổn. Hạm đội của mình ở đây được. Không vấn đề gì. Thôi lại quá lượt đã, bây giờ kinh tế của mình khá là nghèo nàn đấy. Mỗi lượt mình chỉ còn có vài trăm thôi. Đó là một... Cách cân bằng nền chính trị... Đây, mua chuộc nó phát đã. Cái vừa rồi mình vừa làm nó gọi là gì? Đó là sử dụng quỹ đen để lấy lòng của các phe phái khác. Quỹ đen. Người phát khởi xướng ra cái điều này đó chính là Otto von Bismarck, thủ tướng của Phổ và sau này là Đức, đã đề xuất ra một cái phương án gọi là dùng tiền ngân sách để mua chuộc, mua phiếu cử tri và đồng thời là để mua chuộc các phe phái khác. Các bạn đọc lên mạng, các bạn có thể đọc một chút về ông ấy. Ông là người đã khởi xướng ra cái tinh thần của người Đức, đó là tinh thần thực dụng, không cần hoa mỹ, không cần đẹp, chỉ cần đánh hiệu quả thôi. Người ta cứ nói đến tính thực dụng của người Đức thì hãy phải nói đến cái nguồn gốc của nó bắt đầu từ Otto von Bismarck. Nói qua một chút với các bạn thế để các bạn nắm được thôi. Chứ còn ở đây chúng ta đang chơi ở một cái thời kỳ trước khi ông ấy ra đời gần 2000 năm cơ. Đấy. Rồi, cái gì đây? À, nếu mình không nhầm thì chúng ta lại có sinh con rồi. Pompey và Octavius bỏ đồng minh với nhau rồi. You are welcome. But that... Nó vẫn chưa tăng điểm ngoại giao lên. Mình đánh nhau với Lepidus thì nó cũng tăng lên một chút xíu. Như thằng Lepidus này. Thằng Lepidus này cũng đang rất là không ưa thằng... Rồi, thanh này của chúng ta xây được một công trình, nhưng có lẽ mình chưa xây vội. À, xây cũng được, có được một cái cảng hải quân. Mà xây đây một cái công trình để kiếm tiền trước đã. Vùng này thì ưu tiên phát triển một cái này, một cái này. Rồi, tiền rất là nghèo. Bây giờ thì tiếp tục cho quân, mình sẽ cho quân đội xuống đây để đánh chiếm tiếp các cái tỉnh bên dưới này của nó. Hoàng đế nhà Pompey của chúng ta sẽ xuống đó.
và cả đội hải quân này nữa. Các bạn thấy không? Mình chưa có xây bán đá mà. Thực ra mình cũng không muốn xây dựng xây bán đá ở những cái vùng này. Mình muốn xây nó ở vùng khác, hoặc ít nhất ở phần thủ đô. Ở vùng thủ đô này thì sau này mình sẽ bỏ hết các công trình này để xây thành cái công trình quân sự. Nhưng mà bây giờ thì mình chưa có tiền đâu, nên là mình chưa cần cái đó. Đấy, tấn công cái thành này. Và có thể sau này mình sẽ tính ở đây, thằng Gamanatia này có thể mình sẽ bắt nó thành chư hầu, hoặc là đây, Garic Rome. Mình đang gặp thằng này rồi. Speak your terms. Nói chung các phe phái Rome thì nó không ưa nhau một tí nào luôn. Phe Rome thì nó không ưa nhau tí nào. Phe này thì nó đang có thằng gì nhỉ? Bây giờ cái mức độ ảnh hưởng của chúng ta ở trong viện Nguyên Lão ở rất cao, đang ở mức 84, đây là một mức khá là cao. Cái gì nhỉ? Anh em bảo xem ở cái mức độ nguy cơ xảy ra đảo chính của chúng ta là 0%. Tiêu diệt lốt cái khu vực bên này của thằng Lepidus đã. Thôi được rồi, kệ kệ đó, bây giờ kinh tế nghèo, chúng ta phải chiếm thêm mấy vùng đất đó để phát triển lên nữa. Rồi, thằng Octavius nó liên tục đưa hải quân sang để đánh nhau với thằng Lepidus, nên là mình khu vực trên phía các cái đảo này mình cũng chưa phải lo phòng thủ nhiều. Mình chỉ lo phòng thủ khu vực gì đây? Trừ phí trên biển tuyển hải quân à. Mình không thích mấy cái thứ này lắm, mà chấp nhận. Giờ chúng ta sẽ tấn công tiếp cả này. Và để tiết kiệm quân đội thì mình sẽ không đánh auto, đánh tay để cho nó đỡ bị hao quân nhiều. Rồi nâng cái cảng này lên đã. Mình muốn nó sang cấp 5 để có thể nâng cấp ở đây. Rất tiếc cái vùng này nó cũng mạnh về lương thực đấy. Đây này, thu nhập từ nông nghiệp này. Nhưng mà bây giờ thì mình cần phát triển quân ở đây nên là mình cũng không tăng vào nông nghiệp nhiều lắm. Đấy. Cái vùng này nó có một cái lợi thế, đó là có cái vựa lúa mì, và cái vùng này cũng vậy. Nên là nếu các bạn chiếm được hai cái vùng này rất tuyệt vời, chúng ta sẽ có cái nguồn lương thực khá là dồi dào. Đấy. Một cái lợi thế không hề nhỏ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục qua lượt để giải quyết nhanh khu vực này. Và chúng ta đang chuẩn bị tiến gần đến đất của thằng Mark Antony rồi đấy. Mình không chắc lắm đâu, nhưng mà rồi, chạy đã. Rồi, nó thích quay ra chỗ đấy, mình sẽ cho quân của mình đánh chiếm luôn. Khu vực châu Phi này rất giàu có, nên chúng ta sẽ dùng để làm chủ lực để phát triển kinh tế ở khu vực châu Phi này. Infamy, một sự yêu ế. Lại cái khỉ gió gì đây? Sampu. Đền thờ Jupiter. Đền thần thần rút Jupiter. Mấy cái sự kiện tào lao này mình không biết phải chọn cái gì cho nó hợp lý thật. Thực ra nếu mà các bạn thuộc một chút về cái gọi là văn hóa của mỗi thời kỳ thì có thể các bạn sẽ có câu trả lời khá là tốt đấy. Nhưng mà mình thì thực sự để mà nghiên cứu những cái đấy nữa thì nó tốn nhiều thời gian quá. Mình không có... Các bạn mà đọc được hết tất cả các sự kiện đấy để mà hiểu thì rất là tuyệt vời luôn. Các bạn sẽ nắm được cả các vấn đề về văn hóa của các cái... của cái đế chế mà các bạn đang chơi. Nên mà thôi, trong góc độ mà một trò chơi thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều, nên là mình cũng chỉ giới thiệu với các bạn thôi. Các bạn có thời gian các bạn hãy nghiên cứu về những cái đó. Đấy. Rồi. Bạn thấy không? Tướng của chúng ta mặc quần áo rất khác so với các cái tướng thông thường. Đây, các tướng thông thường nó mặc không đẹp cái này đâu. Và những trận đánh này chắc tôi có lẽ auto thật, bởi vì nó tỷ lệ thắng cao quá. Không muốn đánh những trận mang tính chất bắt nạt trẻ con này.
Rồi. Nâng cái này lên đã để có thêm. Đây. Phí xây dựng giảm này. Cộng là thu nhập từ tất cả các cái công trình, các cái công trình này. Thu giảm phí xây dựng này. Cộng 2 public order này. Mùa xuân này, cái đấy là hiệu ứng của một thời tiết. Vùng này tuyệt vời, chúng ta lại có thêm lương thực và có thêm tiền. Chúng ta cần chiếm đốt tỉnh này nữa, tỉnh này thì sẽ có cho. Rồi, tuyệt quá. À, đất. Đây là đất của người tình Ai Cập của. À, thằng này đang chiến tranh với Ai Cập à? Nếu mình chiến tranh với thằng này, bắt thằng này làm chư hầu thì sao nhỉ? I will be a patient audience. Say your piece like a civilized man. À, Cleopatra. Nhìn xinh vãi chưởng nhỉ? Thả nào mà chăn được cả hai người đàn ông vĩ đại của La Mã nó khác. Cả hết Julius Caesar rồi lại đến Mark Antony. Ôi chết rồi. Kẻ thù đang ở cổng. Nhưng mà để mà nó đánh mình thì chắc lại chưa. À ôi, nó có thể tiến đến một trong hai cảng của mình. Cảng này thì chắc là chưa được. Nhưng mà mình có thể thành lập thêm một hạm đội nữa. Sao toàn Pompeii này. Patrick Hill. Lượt sau. Thêm một hạm đội nữa nhưng mà phải là lượt sau. Cái thằng Lepidus bắt đầu nó đưa quân sang để nó chơi mình nữa. Nhưng mà chắc là chưa ăn được. Lại có dịch bệnh rồi. Lại có dịch bệnh. Giải quyết nhanh mấy cái phường này ạ. Mình sẽ giải quyết nhanh ạ. Hạm đội nó chạy trước rồi đến luôn. Rồi đánh auto đi. Á chà. Đông quân phết đấy. Auto trận này dễ thua. Thương vong nặng là có thể mình sẽ không kịp quay quân về bên kia. Đó là một vấn đề. Mình sẽ chiếm lốt thành này xong có thể là mình sẽ đàm phán hòa bình với cái thằng Lepidus xem có được không. Có lẽ là hơi khó nhưng mà chắc là được. Assault ships ready to attack. Artillery at your command. Grouped and awaiting orders. Artillery awaiting orders. Battle group awaiting for orders. Oh, bộ binh của chúng ta đổ bộ bên kia. Tấn công. Upholding the honor of my ancestors and for the glory of our people. Let the enemy tremble. Our reinforcements have arrived. Rồi bộ binh của chúng ta đang tiến vào rồi. Ta kệ nó cho nó vào. Ô, cái làng này cũng chất phết nhỉ. Ở đây có vài cái chỗ điểm để đổ bộ đây. Ô, cái thành này lạ thế nhở? Mình chưa nhìn thấy cái thành La Mã nào nó như thế này bao giờ. Hơi lạ. Bắn chìm xoáy hạng nó đó. Nhanh. Nhanh lên, kẻo nó đổ bộ mất. Ăn rồi. Vào tầm bắn rồi. Bắn. Ôi chà, chạy nhanh gớm nhỉ. Thoát khỏi tầm bắn của mình.
hạ chiếc thuyền này cho anh. Firepower ready. Show them steel. Mày đi nè mày. Mày đi, tao sợ mày à. Weapons ready. Artillery ships reporting. Đâm hút luôn. Thuyền pháo nó cũng đâm hút được mà. Úi sổ rồi, chìm luôn. Ships at your command. Rồi, bắn vào đây em ơi. Nó chìm rồi. Get at them. By your command. Artillery ships reporting. Attack. Một phát đâm húc rồi. Ồ, chìm rồi. Úi dồi. Thôi được rồi. Tuyệt vời. Pháo hạng của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ thì đến được Lễ Dương. Cái này thằng nào là tướng nhỉ? Đây là tướng à? Rồi. Tiến vào đây. Ôi dồi ôi, các binh đoàn Lê Dương của mình. Pháo hạ mình đâu rồi? Hải quân của Pompeii thì đừng đùa. Dám ba cái thằng Lepidus để mà đùa với hải quân của Pompeii. Địch kia rồi. First cohort. Advance at speed. At your service. Quick march. Legionary cavalry. Sentus Macut. Vâng, Sentus Macut. Melee troops. First cohort. Chờ chút nào, hải quân đến đã. À này. Quân của chúng ta sẽ lấp ở trong rừng. Trận này có một cái vấn đề là chúng ta phải cho hạ kỵ binh tấn công rồi. Lùa bọn này trước đã. Để xem bọn Lê Dương nó làm trò gì. Bây giờ mình sẽ phải lùa bọn bộ binh này trước. Thank you.
set speed. Pháo hạ rồi, bắt đầu lã. First cohort. First cohort. Đáng tiếc là cái bọn laser này nó cũng ném được lao, nên là mình cho nó xông vào sớm quá là nguy hiểm. Nguy hiểm chút nào. Our hidden units have been discovered. Melee infantry ready. Form to studo and attack. Brave Romans to a man. Chờ tí nhá. Bên ngoài. Lùa. Bình tĩnh. Không sợ đâu, bình tĩnh. Pháo hạn rồi. Đây rồi, đội kỵ binh này rồi. Lùa, 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 lùa. Lùa ngay. Bây giờ anh lùa ngay. Áp sát nó luôn. Không để bọn Lê Dương nó áp sát. Luôn luôn. Báo hạ mình rồi. Bắn vào đây. Thôi rồi, khỏi cần, ra đây. Pháo hạm dừng được rồi đấy. Bọn lên dương của nó xong rồi. Ra đây, diệt đốt bọn tầm xa này của nó. Mày. Đùa. First cohort. Brave Romans to a man. Jupiter gives us strength. First cohort. First cohort. Melee infantry ready. To glory. Cut them down. Your orders. First cohort. Rồi đủ ăn rồi. Brave Romans to a man. Tiện đà xông luôn vào đây cho anh. Rồi xong luôn. Understood. Bệ xương. Rồi đến chỗ này thì cứ để đội Lê Dương giải quyết. Úi dồi ôi. Ôi. Có mấy con ngựa chạy vẫn tắc ở trong này. Cú đạp này thì mất tinh thần luôn chứ còn gì. Khá là đơn giản, hiệu quả. Cú sốc như vậy thì nó nhanh mất tinh thần. Chúng ta khá nhiều quân nhưng mà bị cả sốc từ sau lưng, mất tinh thần rồi. Rồi giải quyết thật nhanh, phá hủy hai xoáy hạm, hai chiến hạm đó. Hải quân của Pompey thì đừng có đùa. Nói thế chứ nói chung thì hải quân của La Mã bất kỳ là phe nào cũng đều rất mạnh. Các bạn chơi thì bạn sẽ thấy rằng là đều rất mạnh. Rồi chúng ta đã kiểm soát tiếp được một cảng nữa. Và bây giờ thì chúng ta phá cái nhà lính này đi. Mua mấy thằng laser thì có cái gì đâu mà phải mua. Rồi.
nó tính nhỉ. Mình bây giờ hiện tại thì mình có thể chơi được cái thằng này. I will do you the honor of listening. Our merchant. Thằng này. Say your piece like a civilized man. Out. Mình chưa thực sự muốn chiến tranh với Ai Cập lúc này. Bởi vì nếu chiến tranh thì mình sẽ gặp vấn đề. Hoặc nếu không thì này. Để xem đã. Bởi vì bây giờ mình phải lo phòng thủ khu vực này trước các đội quân của Lepidus nó đã cử đến đây rồi. Có thể là bắt đầu mình sẽ rút cái hạm đội này xuống. Quân của chúng ta ở đây lại đang bị dịch bệnh. Không thoát được. Thế nó mới đau. Hết tiền để nâng cấp nhà cửa. Ai... Quả lửa đã. Chưa có vấn đề gì phải sợ. À, một cái hạm đội cùi của nó tấn công chiếm được cái thành này của mình này. Lại mất công mình phải đánh lại. Nó lọ mọ ra đây à? Lượt về của mình lại phải ra đấy để chiếm lại. Tình hình ở khu vực trị an ở châu Phi vẫn rất thấp. Public order rất thấp. Nghiên cứu và mình đang nghiên cứu nhánh dân sự sẽ được cộng 20% nghiên cứu của nhánh dân sự. Rồi ok. Không ai mà. Nhưng mà bây giờ làm gì có tiền để mà tuyển thêm quân lắm nhỉ. Rồi, xong luôn. Ganamatia. Epheros của chúng ta lên này. Cộng 4 septit và 1 cunning. Nhánh này chủ yếu giữ cộng cunning. Cái này thì cộng. Rồi, cứ tăng vào cunning. Có tiền á. Rồi, cảm ơn nhé. Bây giờ quan sát xem phe này là thế nào đã. Có thể thì mình sẽ bắt nó làm chư hầu nhỉ. Xong mượn đường để tấn công thằng Ai Cập. Bởi vì Ai Cập cũng là một vùng rất giàu có. Mà trước tiên thế thì mình có lẽ mình sẽ thử một cái đàm phán hòa bình với thằng Lepidus để xem được. Our wits are not entirely fled. Our courage not entirely spent. Nó lại đang chiến tranh với thằng Rôm đỏ. Chúng ta không thể đu dây như vậy được. Không dễ dàng gì để đu dây đâu. Tất nhiên là bởi vì lực lượng của chúng ta đấy cũng có khá khá đấy nè. Về trước mắt thì nó chưa được tấn công chúng ta được. Nó ăn được cái như nhở. Cảng này của mình là dễ mất lắm này. That's your command. Get to it, men. It is an honor to serve Rome. Tính toán cẩn thận không kiểu là sập nguồn ấy. Nó mà đánh chiếm được cái. The people will turn to the legions and they will set their swords to your people. Thằng Rôm đỏ. Thằng Rôm đỏ nó tuyên chiến với mình kìa. Thử hòa bình với Lepidus nào. Đó rồi. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong khu vực châu Phi. Thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết đến khu vực phía Bắc. Với thằng. Cuối cùng thì con cháu của nhà Pompey và nhà Caesar đã quyết định chiến tranh với nhau. Một điều không thể tránh khỏi và Lepidus đây rồi. Chúng ta sẽ hòa bình. Time on pleasantries and babble. Mình không biết lắm đâu nhưng mà đây là một cái tin không tốt lắm. Tướng này là tướng Chai Nanyut ấy nhờ của phe mình. Đúng rồi. Con dê của gia tộc
tăng vào giáp cho nó trâu bò. Mụ vợ này sẽ tăng này. Tướng này thì phải tăng vào các cái chỉ số nó tăng khả năng tấn công. Tướng cầm quân mà. Mà không còn cái gì nữa. Tướng bên này chết sớm quá. Thử đi ngoại giao với bọn à. Thanh niên này khả năng cho lấy vợ bắt nhỉ. 29 trung thành nhỉ. Cho lấy vợ để nó đi làm ngoại giao bắt. Một upkeep để nó tăng trung thành lên xíu nữa. Hôn nhân chính trị là một cái rất là tuyệt vời chúng ta cần phải làm. Nó giảm với mức độ ảnh hưởng của chúng ta xuống một xíu nhưng không đáng kể, bởi vì là chúng ta sẽ có được thêm trung thành của các phe phái và nhiều hơn những thứ khác nữa. Tướng thắng trận được cậu. Rồi. Vấn đề bây giờ mình lấy đâu ra tiền để duy trì cái đội quân ở phương Bắc, ở thành chính. Khi mà thằng Rôm Đỏ nó quyết định chiến tranh mình à. Bắt đầu bằng một cuộc chiến và sẽ kết thúc bằng một cuộc chiến. Hết tiền, có lượt đã. Đây là một cái thành to và chúng ta thì lại không có xe bắn đá. Thật khó để có thể đánh được cái thằng Gamaratia này. Patrick Coghill. Con này nữa. Cho nó đi ngoại giao đã. Gamanatia. Con này ngoại giao với bọn châu Phi cho anh. Rồi. Bây giờ chúng ta cần ổn định chứ chưa cần đánh nhau vội. Bọn Rôm Đỏ này ngon thì cứ xuống đây. Ready for battle. Any man who drops out is left behind. It is an honor to serve Rome. Hải quân chúng ta cần về nước á. Ôi ôi, được hỗ trợ nhiều thứ thế. Vãi nhỉ. Hôm nay thì để xem thằng Rôm Đỏ nó cỡ nào. Vậy là mình đã chiến tranh với hai phe Rôm rồi, đó là Lepidus và Octavius. Vấn đề còn lại của mình bây giờ là mình làm sao để sống được đây. Ôi sao lại sinh. Ôi bọn này nó đẻ con tốt thế. Tại sao cái chiến dịch này đẻ con tốt thế nhỉ? Trong khi các chiến dịch khác thì chả thấy đẻ gì. Ủa đấy, một lũ con chó rồi. Tuyệt vời, có mặt trời. Đây, Pompey Magnus là người đã một trong ba tam đầu chế của La Mã đấy. Chúng ta được thêm một chút tiền. Chờ một xíu để cho quân đoàn này lên nữa. Có thể là mình sẽ phải huy động thêm một hạm đội lên thật. Hạm đội này à? Hay là để nó đóng ở châu Phi nhỉ? Nói gì thì nói, mình vẫn cần ngoại giao. Mình tiếp tục đi cho nên làm ngoại giao tiếp đấy.
Mình đã cần điểm ngoại giao. Con này sẽ cho Gamanatia. Con này thì sẽ đi ôi hết tiền. Cho chúng nó đi làm ngoại giao sẽ tăng điểm trung thành lên rất tốt. Rồi. Mình sẽ duy trì cái mức độ ảnh hưởng của mình nó chỉ ở mức khoảng tầm từ 50 đến dưới 80% thôi. Trên 80% thì các cái nguy cơ nó sẽ xảy ra khá nhiều. Việc đó thì không tốt. Conscription. Vâng. Chúng ta đang cải thiện khá tốt cái quan hệ ngoại giao với các phe phái khác. Numia nữa. Tiếp tục cho quân đi làm ngoại giao. À. Mark Antony bắt đầu đưa quân đến đây rồi. Rất tiếc là mình chưa mua được thêm một thằng này nữa. Đây, phải mua một thằng nữa. Cái này đi. Chống bọn điệp viên rất tốt này. Châu Phi còn duy nhất một quân đoàn đóng ở châu Phi mà mình cũng không có tiền để có thể thêm quân nữa. Chắc phải chiếm được cái thành trên kia. Mình đang cần một chút cái điểm ngoại giao khá khá một chút với bọn châu Phi này. I greet you as befits your reputation. Rồi, tốt lắm. We cho chúng nó đi ngoại giao một phát là ổn. Such terms. My people will give thanks, I am sure. Đòi nó tí tiền thế nào. Tốt, tuyệt vời. My good and no- rất tuyệt vời luôn. Welcome, honored emissary. Speak, and I will answer with my master's voice. Chúng ta đã đi trước vấn đề ngoại giao và chúng ta đã được đạt được cái mục đích chúng ta cần. Một chút trung thành của phe này. Chúng ta đã có được cái giao thương nhưng mà mình đang lo cái thằng Ai Cập. Nó có thể chiến tranh với mình ấy. Khi mình đã thân với mấy thằng châu Phi này. Tiếc là mình đang định đánh thằng Ai Cập thì thằng Rôm đỏ nó lại trở mặt. Không sao. Chúng ta sẽ đánh chiếm thằng Rôm đỏ đến đây. Mình đang cần cái vùng này để xây dựng cái xe bắn đá này. Mình đang cần phát triển vùng trên đấy. Vùng bên dưới này thì phát triển lục quân rồi. Rồi Nubian. Điểm ngoại giao của mình và nó đang tăng lên rồi. Thằng này tuyệt vời luôn. Bạn thấy không? Ngoại giao nó là một vấn đề đấy. Speak your speech so that I... Nó chưa chịu chiến tranh mình. Điểm ngoại giao giữa mình và các cái phe phái ở châu Phi đang rất ổn. Bây giờ thì không biết được, có lẽ để dành tiền một chút đi. Cần phải tấn công các cái thành phố này của nó đã. Quân đoàn này vẫn có nhiệm vụ phòng vệ ở đây đã. Đề phòng bất chắc. Có thể là sẽ sang đến cái cảng bên này. Chưa biết được. Do thám bọn này đã. Chúng ta để tích tít tiền để khi chiếm được các cái vùng kia chúng ta còn sửa chữa được. Hiện tại mình đã quan hệ khá tốt với mấy thằng châu Phi thì có thể là trong ngắn hạn nó chưa đánh được mình. Này, mình đang lo thằng Ai Cập này có thể đánh. Đề nghị thằng này làm chư hầu. Please accept as a most humble audience for your turn. Your offer is well meant. Chưa đủ thân thiết để nó trở thành chư hầu của mình. Soi xong, tốn bao nhiêu công sức của mình. Thằng Ai Cập
tiền, âm tiền của mình rồi. Có vụ cháy lớn này, làm giảm 50% thu nhập của mình ở đây. Thật. May mà mình không xây dựng cái gì không thì hết. Âm tiền mất rồi. Phát triển nông nghiệp nữa. Ái chà, lắm Lê Dương thế. Rất nhiều lính Lê Dương. Đánh tay cho chắc. Đánh auto tu thì có một vấn đề. Á, nó cho quân ra ngoài à? Thế thì mày ngu học rồi. Nó cho quân ra ngoài. Đánh auto tu thì sau này chúng ta dễ bị thiệt hại nặng quân. Và mình rất sợ sau khi chiến được thành nó lại cho quân để phản công chiếm lại. Nên là đó là lý do tại sao mình ít khi sử dụng auto tu. Nhất là những chiến dịch và quân của mình không được đông như này. Proud Romans all, by your command. Đối với Lê Dương này thì cứ thẳng tiến thôi, chả có gì cả. Thế này thôi. Hoặc là như thế này. Mình nghĩ mình sẽ bố trí đội hình như thế này. Romans ready for duty. Stand ready, you sons of fury. He will be as merciless. Chắc chắn là nó sẽ không tiến lên rồi, bởi vì là chúng ta không có xe bắn đá. Cuộc chiến giữa các anh với anh em. Với tình hình là chúng ta chiến tranh với hầu hết các phe phái của La Mã như thế này thì lực lượng chúng ta sẽ khá tăng đấy. Mình sẽ thử xem có thể đàm phán được với một trong phe của La Mã không hay nào không. Nếu không tình hình này đánh căng quá. Chắc chắn thì thằng Ai Cập nó sẽ đánh nhau với nốt với cái thằng châu Phi còn lại. Và như thế thì nó sẽ lôi thằng Lepidus vào. Và như vậy thì mình cũng không chắc là... Đấy đã. Chờ quân chính quy tiến lên đã. Quá đội hình rồi đó. Rồi. Mày rút à? Mày rút à? Ok. Mấy thằng này tiến lên. Ready for orders. Legionary cavalry. We have discovered the enemy's hidden units. Run forward! Oh, lại rút ra đó. Kỳ thật. Advance at speed! Đây rồi, thằng mốp à? Mấy thằng mốp à? Lua luôn! Advance! Rồi, cho Lê Dương đánh nhau. Binh xuống đây. Engage! Ready! Rồi, kỳ anh nó chạy nhanh cho anh. As you command! Quánh. To advance.
Rồi. The battle is turning in our favor. Wavers. Lùa luôn vào lưng nó. Rồi. Đúng rồi. Rồi, sang đây luôn. Không được đứng yên. Rồi. Chạy ra. Kỵ binh hoàn thành nhiệm vụ. Cả hai bên đều rất rắn. Hai bên đều là Lê Dương. Kiểu này sắp phải sốc nó liên tục mới ra nó mới chịu. Hơi khó khăn. Úi dồi ôi. Màu xanh luôn. Tình cảm chiến đấu vẫn màu xanh. Mặc dù bị sốc từ đằng sau lưng. Vãi thật. Đúng là lính Lê Dương nó khác. Nó không nhát chết như bọn. Nó không nhát chết như các đội quân của Cửu Mía. Chẳng phải áp chế tinh thần nó từng đội mà không biết ăn được không? Thương vong sẽ nặng nề bởi vì là cả hai phe đều tử chiến với nhau. Bọn rôn bỏ này có vẻ lì hơn bọn Lepidus không nhỉ? Ngon rồi. Melee infantry ready. Ôi chà chà. Legionary cavalry. Follow your order. First cohort. Orders understood. Ready and waiting. Hay quá. Vòng ra đây. Ủa đội kỵ binh của mình thương nặng quá. Nhưng mà không có thì còn lâu mới ăn được nó. Ôi dồi, à bên này nó có tướng, thật là tinh thần nó lì thế. Sons of Mars. Rồi. At your service. Riders, advance. Cái kỵ binh đời đầu của La Mã mà cũng hớn hở. One of our units has used all its ammunition. Chà, lén khi lưng vào lưng à? Được đấy. Chúng ta bị mang danh là quân phản loạn nhưng mà rồi chết 400 thằng. Cũng không dễ dàng gì mà ăn được chúng nó đúng không? Rôm đỏ mạnh mà. Rồi. Chiếm được cái thành này không biết có cải thiện tí nào kinh tế không? Ồ, may quá. Học vào đây đã. Khỉ thật. Chả có nhẽ mình chiếm luôn Rome bây giờ. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.